Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ai sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mai chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sơ đi mau, xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi liên tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây, còn giọng nói tiếng cười. Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho biết từ bao giờ tôi yêu mùa hoa phượng. Chắc hẳn là từ thuở rất ngây thơ, tuổi học sinh còn lắm lúc dại khờ, nhặt cánh phượng rơi cho vào tay làm pháo nổ. Không biết từ bao giờ tôi nôn nao chờ mùa phượng đến, để lặng lẽ nhìn phượng rực rỡ mái trường xưa. Rồi không biết cũng từ bao giờ con tim biết vấn vương. Đời xuôi ngược phượng nơi nào cũng có. Phượng trong lòng tôi, phượng cho bao hoài nhớ. Xa mãi ngàn xa vẫn không quên tuổi học trò. Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sao đi mau, xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi liên tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây, còn giọng nói tiếng cười. Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai. 30 năm trôi qua, một thời gian chưa dài so với mốc son của lịch sử, nhưng có một ý nghĩa thật lớn lao, đánh dấu sự phát triển, sự trưởng thành của lớp cựu học sinh lớp 12B, khóa học 1988-1991, trường cấp 3 Phù Dực. Đây cũng là một điểm nhấn đậm nét về tình đồng môn, đồng nghiệp của những con người đã từng học tập và lớn lên dưới mái trường thân yêu này. Con đò mộng mái đầu xưa đã theo ta khắp muôn phương vạn đường. Khúc sống ấy vẫn còn đây, thầy cô nối tiếp chuyến đò sang sông. Đúng vậy, hơn 30 năm tình thầy trò gặp lại. Mọi người nôn nức trở lại mái trường xưa với bao cảm xúc dạt dào. Buổi gặp mặt hôm nay có thể ví như một ngày hội lớn, một ngày đặc biệt bởi sự náo nhiệt, hò hởi mà ai cũng từng mong đợi. Hơn 30 năm qua, lớp cũ trường đây giờ đã thay đổi, nhưng ký của tuổi học trò vẫn luôn nghĩ về thầy cô, nghĩ về mái trường cấp 3 Phù Dực thật thân thương như mới thuở ban đầu. Hơn 30 năm qua, giữa dòng đời bận rộn đầy lo toan và nhọc nhằn, nhưng mỗi khi nhớ về thầy cô, mỗi khi nhớ về các bạn, mỗi khi nhớ về mái trường thân yêu này, từ trong sâu thẳm tâm hồn mỗi con người luôn thôi thúc tìm về với một thời áo trắng hồn nhiên, vô tư và trong sáng, rất đỗi yêu thương này. Có một nghề bụi phấn dính đầy tay, người ta gọi đó là nghề cao quý nhất. Có một nghề không trồng hoa trên.
trên đất mà mang cho đời những đóa hoa tươi. Cho nhau những hoài niệm để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những bánh xe dòng đời cứ lặng lẽ trôi. Mới đó thôi mà đã hơn 30 năm rồi. Mọi người xa mái trường yêu dấu, sao quên được những tháng ngày đầy ắp kỷ niệm, nghĩa thầy tình bạn. Đúng là khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn. Hơn 30 năm, một chặng đường chưa phải là dài, nhưng đủ để đánh dấu những trải nghiệm và sự phấn đấu không mệt mỏi của lớp cựu học sinh 12B khóa 1988-1991 trường cấp 3 Phù Dực. Rồi những thế hệ học sinh hôm nay sẽ tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của nhà trường, rèn đức, luyện tài để trở thành công dân tốt, sống có ích cho xã hội và gia đình. Vâng, thưa quý thầy cô, thưa các bạn, buổi họp mặt đầy ý nghĩa hôm nay sẽ là nguồn động lực, là nguồn cảm hứng vô tận để cho mỗi người tiếp tục phấn đấu hơn nữa, gặt hái được nhiều thành công hơn nữa để xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của mái trường phổ thông trung học Phù Dực đầy mến yêu này. Trước khi vào tổ chức buổi lễ kỷ niệm, cựu học sinh lớp 12B đã tới mời và thăm sức khỏe cô thầy chủ nhiệm tại xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Gió vô tình thổi nhẹ sáng nay, còn bỗng thấy tóc cô thầy bạc trắng và cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn, mà trong lòng sao xuyến mãi khôn nguôi. Đã bao năm rồi, đã bao năm rồi thầy cô ơi, lớp học trò ra đi còn thầy cô ở lại. Mái chèo đó là những viên phấn trắng và thầy cô là những người đưa đỏ thầm lặng cho chúng con định hướng tương lai. Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi, cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa, gọi hai tiếng cô thầy với tất cả niềm tin yêu. Thưa cô giáo chủ nhiệm lớp, kính thưa toàn thể các bạn 12B thân mến, hôm nay rất vui và phấn khởi chúng em tổ chức họp lớp 30 năm ngày ra trường. Sang chúng em không nhân cái dịp mà các em tổ chức họp mặt, người ở xa, người ở gần tụ tập về cái nơi cội nguồn của nhà trường để nhớ lại cái thời kỳ học sinh những năm tháng ở nhà trường, rồi lại xuống thăm cô giáo chủ nhiệm. Việc này lẽ ra cô giáo chủ nhiệm là phải có mặt ở trên đấy từ ngày hôm qua, nhưng do cái điều kiện là cô yếu trong 3 năm nay nên là cái việc đi lại nó cũng hơi không thuận lợi, thì các em cũng thông cảm cho. Thì điểm trên đầu cô giáo thì đã bạc nhiều rồi, tóc bạc nhiều rồi, các em có những em điểm bạc rồi, có nhà thơ nói dù cho như thế nào chăng nữa
Dù cho đã bạc mái đầu, tim trò vẫn đậm một câu ơn thầy. Quãng đời và quãng những năm tháng ở nhà trường không dài cũng không ngắn, nhưng đã đạt 30 năm. Tính về cuộc đời, tính về năm học, chạy dài suốt năm tháng, chạy dài suốt theo những cái thời kỳ, những năm học sinh ở những năm học ở nhà trường. Em thì ở ngoài Bắc, em thì ở ngoài Nam, ở trong Nam gia đình các em đều là trưởng thành hết tất cả. Bây giờ các em về để ta nhớ lại những cái năm tháng học ở trên ghế nhà trường, có những cái điều mà ta phải rất là may mắn, rất là hồi tưởng lại mới nhớ lại. Cô giáo thế thì có hôm qua có tâm sự là có những em thì có những cha ta vừa đấy. Nhà tôi đi vô vừa nói có các em nhà vừa đi, trong cái đời học sinh có nhiều cái tình nghĩa học tập, cái tình nghĩa sâu sắc ở nhà trường, các em đều về với nhà trường. Về với nhà trường là về với cội nguồn, về với tri thức, về với cuộc sống hiện tại trong những lúc mà phát triển của đất nước đi lên. Thì trong lúc khó khăn thì có những em khắc phục, có những em khắc phục một cái điều kiện rất là khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Thì thôi thì bây giờ thì cuộc sống đã đi lên rồi. Thì thay mặt gia đình chúc tất cả các em mạnh khỏe, cuộc sống thành đạt, con cái thành đạt, trưởng thành. Và gửi lời chúc tất cả các ông, các bà, các gia đình để mạnh khỏe và bước sang một thời kỳ mới của đất nước và xã hội càng ngày càng tiến bộ, càng phát triển đi lên. Bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nước nghẹn ngào, thời gian sao đi mau xin hãy ngừng trôi, dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười những nỗi nhớ. Các bạn học sinh lớp 12B trường trung học phổ thông Phụng Sự niên khóa 1988-1991 trên các mọi miền đất nước về đông đủ tham dự buổi gặp mặt kỷ niệm 31 năm ngày ra trường. Lời đầu tiên xin gửi tới toàn thể các bạn lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kể từ ngày lớp 12B chúng ta chia tay các thầy các cô, bạn bè rời xa mái trường thân yêu đến nay đã thấm thoát 31 năm. Và cũng gần ấy thời gian mỗi chúng ta bị cuốn theo vòng xoáy của cuộc đời, với bao suy nghĩ lo toan của cuộc sống, với bao niềm vui nỗi buồn đã nhớ và quên. Nhưng có một điều chắc chắn rằng mỗi người trong chúng ta không thể quên được những ngày còn học chung dưới mái trường thân yêu, trường trung học phổ thông Phụ Sự. Những hình ảnh kỷ niệm ngày xưa bất chợt dâng lên trong lòng của mỗi người với niềm bồi hồi, xúc động. Và cũng trong những cảm xúc đó, chúng ta mong muốn được trở lại mái trường thân yêu một lần nữa, gặp lại các thầy, các cô và các bạn. Hôm nay chúng ta tổ chức buổi họp mặt cũng là để thỏa lòng tâm tư tình cảm đó. Và đây cũng là nguyên do chính của buổi họp mặt ngày hôm nay. Mở đầu buổi họp mặt, xin mời các bạn học sinh lớp 12B cùng đến với những tiết mục văn nghệ để chúc mừng. Xin trân trọng kính mời tất cả tập thể lớp 12B cùng tiến lên sân khấu hát vang bài ca đoàn kết Nối vòng tay lớn, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Xin trân trọng được kính mời ạ. Vâng, xin mời các anh chị chúng ta sẽ bước lên trên sân khấu để cùng cất cao những lời ca đoàn kết của ca khúc Nối vòng tay lớn ngày hôm nay. Đẩy bia lên, chúng ta đẩy bia lên, anh ơi!
Nhớ những lúc ta có bên nhau hôm nào, nhớ ánh mắt
Vâng, xin cảm ơn lắng nghe anh chị rất nhiều. Và cùng lắng nghe với một ca khúc mời nhau để qua bên nay có sáng sắc một tiếng của sự quý tú do chị Hồng Nhung và anh Tân thể hiện. Xin mời anh chị sẽ trở lại sân khấu. Xin một tràng pháo tay để tiếp tục cho Thanh Tuân được vui mừng. Trưởng thành của lớp 12B 1988.
1991, trường trung học phổ thông Phụng Dực, và đồng thời là một điểm nhấn đậm nét về tình bạn của những con người đã và đang hiện diện tại nơi đây. Lớp 12D sau khi rời khỏi mái trường trung học phổ thông Phụng Dực thân yêu, chia tay thầy cô và bạn bè, dù ở bất cứ nơi đâu trong tỉnh hay ngoài tỉnh, trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, chúng ta vẫn luôn đau đớn nhớ về trường xưa, nhớ về thầy cô, nhớ về bạn bè cũ. Và thật diệu ý như thể trong mơ hôm nay chúng ta lại được gặp nhau, ngồi bên nhau, hàn huyên tâm sự. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời anh Hà, trưởng ban liên lạc sẽ lên tuyên bố lý do. Xin được trân trọng kính mời anh. Kính thưa các bạn, là từ học sinh lớp 12 Yên Khóa, Nam Thắng, Trung Quốc, trường cấp 3 Phụng Dực, đây là trường ở trong trung học phổ thông. Kể từ ngày ấy, chúng ta chia tay với thầy cô bạn bè, rồi các trường của công trung học. Thân yêu, nay đã trải qua 31 năm và cũng là gần hết thời gian. Mỗi chúng ta bị cuốn theo một dòng xoáy cuộc đời với bao suy nghĩ lo âu trong cuộc sống, với bao niềm vui, nỗi buồn đáng nhớ và đáng quên. Nhưng có một điều chắc chắn là mỗi người trong chúng ta không thể quay được những ngày còn học trong những mái trường thân yêu. Những hình ảnh kỷ niệm ngày xưa bất chợt dâng lên trong lòng chúng ta một nỗi niềm bồi hồi và xúc động. Và cũng trong sự cảm xúc đó, chúng ta mong muốn được trở lại mái trường thân yêu để một lần được gặp lại các thầy, các cô, các bạn. Hôm nay chúng ta tổ chức buổi làm mặt lần thứ 31 kể từ khi tốt nghiệp ra trường, để tỏ lòng tâm tư tình cảm. Thưa các bạn lớp 12 đây, trong không khí phấn khởi hôm nay trên chính mảnh đất người con người anh bà anh hùng và các trường với đời đời truyền thống, hội cựu chiến binh, hội cựu học sinh lớp 12 Yên Khóa, quan tâm đến lớp trường trung học phổ thông chất trọng tổ chức buổi gặp mặt truyền thống kỷ niệm 31 năm ngày ra trường. Về buổi lễ đầy đủ như này, chúng tôi xin giới thiệu các bạn cùng học sinh đã về đền chúng ta một tràng vỗ tay. Thưa các bạn lớp 12 đây, do tình hình dịch bệnh Covid năm 2021, chúng ta đã không tổ chức được kỷ niệm 30 năm ngày ra trường. Nhưng năm nay có sự nhất trí cao, lòng nhiệt tình tâm huyết, quyết tâm với tình cảm đặc biệt của tất cả các bạn lớp 12 đây, rất dành cho cô chủ nhiệm. Nên hôm nay ngày 30 tháng 7 năm 2022, chúng ta về đây một mặt tại quê hương Yên Bái để ôn lại kỷ niệm của buổi học trò và dòng tình cảm đầy tri ân đến thầy cô của mình. Một lần nữa, thay mặt các buổi xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Người ai bên các buổi dự trở lại thăm truyền thống đầy ý nghĩa này. Xin chúc các bạn một sức khỏe dồi dào và hạnh phúc. Với phần tuyên bố lý do của anh Hà, thưa các bạn, thời gian có vẻ như trôi rất là nhanh. Mới hôm là tất cả chúng ta bỏ lại đến cô cậu học sinh hồn nhiên vô tư kỳ cựu dưới mái trường trung học phổ thông Phụng Dực. Vậy mà hôm nay chúng ta gặp nhau tại đây, đôi khi phải nói một chút là người đã nhận ra nhau. Thời gian đã đưa đến tuổi 18 trở về với vợ cứ và mang đến cho chúng ta tuổi trung niên cứng cáp và dày dặn hơn rất nhiều. Thời gian không thể làm mờ đi những kỷ niệm của một thời học sinh sôi nổi vô tư và hồn nhiên. Và năm ăn trở lại đây, lớp 12B Yên Khóa 1988, 1991 với biết bao những hoạt động ý nghĩa, ban tổ chức chúng tôi xin được kính mời chị Tiến sẽ lên đọc báo cáo tổng kết 5 năm 2017-2022. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa cô giáo chủ nhiệm lớp, thưa toàn thể các bạn 12B thân mến, nắng vàng đã trải dài trên khắp nhiều đường, đâu đó tiếng ve kêu lên
một chặng đường cũng giống sự trưởng thành của các bạn. Tuổi học trò đã qua đi, nhưng tất cả trong lòng của chúng ta đều mang theo nỗi nhớ, nhớ thầy cô, mái trường, nhớ bạn bè gắn bó một thuở bên nhau. Cho dù xa ở nơi đâu, mừng ngày họp mặt cùng nhau từ trường, thầy cô các bạn yêu thương tìm về kỷ niệm vấn vương một thời. Vui mừng xúc động trong buổi gặp mặt ngày hôm nay, tôi xin tuyên bố buổi gặp mặt giao lưu lớp 12B phụ sự thân yêu khóa 1988-1991 chính thức được bắt đầu. Thưa toàn thể các bạn, sau đây tôi xin báo cáo hoạt động của lớp trong 5 năm qua. Thay mặt ban tổ chức lớp, tôi xin thông báo các hoạt động của lớp trong 5 năm qua, từ 30 tháng 4 năm 2007 đến 30 tháng 4 năm 2022. Phần 1, một nhỏ. Thứ nhất là quỹ thăm hỏi thuế cầm 1.778.000 đồng, nhung chuyển quỹ lớp 1.703.000 đồng, đã thu quỹ lớp được 13 triệu đồng, tổng thu bằng 16.480.000 đồng, đã chi thăm hỏi hiếu hỉ bằng 16.180.000 đồng. Quý lớp đến ngày 30 tháng 4 năm 2022 còn lại 300.000 đồng. Vì vậy, ban tổ chức lớp hẹn ngày 30 tháng 4 năm 2022 quyết định thu mỗi bạn 500.000 đồng. 2. Quỹ sinh hoạt lớp. Quỹ dư cũ còn 10 triệu. Các bạn khu vực miền Nam ủng hộ 20 triệu đồng. Các bạn khu vực miền Bắc ủng hộ 20 triệu đồng. Các bạn, sau buổi sinh hoạt học lớp ngày hôm nay, ban tổ chức lớp sẽ tổng hợp và thông báo với các bạn Zalo trong nhóm lớp. Về buổi dự học lớp ngày hôm nay, buổi sinh hoạt tối ngày 29, các bạn quay lúa Thái Bình đã đón tiếp các bạn miền Nam, Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh. Không chi vào quỹ hoạt động của lớp. Phần 2, phương hướng hoạt động của lớp trong những năm tiếp theo. Thứ nhất, tiếp tục duy trì quỹ thăm hỏi. Bạn nào chưa nộp quỹ thăm hỏi tiếp tục gửi về ban tổ chức lớp. Vì các bạn trong cùng một lớp, sau giờ đây ở khắp mọi miền đất nước, vì vậy mà gia đình có việc thiếu thì các bạn phải thông báo trên Zalo nhóm lớp để ban tổ chức sẽ có kế hoạch kịp thời. 2. Tiếp tục duy trì họp lớp vào ngày 30 tháng 4 hàng năm. 3. Ban tổ chức lớp luôn tiếp nhận quà, lòng hảo tâm và những ý kiến đóng góp hay của tất cả các bạn để xây dựng hoạt động phong trào của lớp ngày càng đoàn kết và vững mạnh. Thay mặt ban tổ chức lớp, vừa rồi tôi đã thông qua một số hoạt động của lớp trong 5 năm qua và phương hướng hoạt động của lớp trong những năm tiếp theo. Trước khi gửi lời, cho phép tôi gửi lời kính chúc tới cô giáo chủ nhiệm, tất cả các bạn 12B thân yêu và toàn thể gia đình luôn luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công trong mọi lĩnh vực. Xin trân trọng cảm ơn. Qua bài báo cáo đã giúp chúng ta nhìn lại từ dấu son điểm đến, những dấu ấn của quãng thời gian những năm học và hoạt động 5 năm gần nhất của lớp 12B. Qua đó nắm được nội dung cũng như mục đích ý nghĩa cao cả của buổi lễ kỷ niệm gặp mặt hội ngộ của các cựu học sinh sau 31 năm ra trường mà chúng ta long trọng tổ chức ngày hôm nay. Và sau đây ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng và kính mời các bạn ở khu vực miền Nam sẽ chính thức trở lên sân khấu để nhận hoa của ban tổ chức cũng có lá hoa tươi thắm để chúc mừng. Trân trọng được kính mời.
xin cảm ơn các anh chị. Tiếp theo xin mời các bạn của khu vực quê lúa sẽ bước lên sân khấu để nhận hoa của ban tổ chức. Vâng, xin mời các anh chị và chúng ta sẽ xếp thành hàng để lưu lại những tấm hình cùng với ban tổ chức trong ngày vui hôm nay. Cảm ơn các anh chị. Vâng, có được ngày gặp mặt hôm nay thì chúng ta không thể quên được ban liên lạc cũng như ban tổ chức để có được ngày vui hôm nay. Và sau đây xin được trân trọng kính mời một bạn đại diện cho lớp 12B sẽ lên tặng hoa cho ban liên lạc, ban tổ chức của lớp 12B để có được ngày vui trong đại hôm nay. Xin trân trọng được kính mời. Lớn mạnh để gắn kết những tình đoàn kết của tất cả các bạn trên mọi miền của lớp 12B. Xin được cảm ơn. Có nhiều bạn thành công, gặp nhiều may mắn, nhưng cũng có những bạn trước mắt vẫn còn khó khăn, vất vả và cần được chia sẻ. Nhưng chắc hẳn rằng trong sâu thẳm trái tim, chúng ta vẫn luôn mong mỏi trong một ngày gặp mặt để được cùng nhau trở về mái trường xưa, ngồi ôm lại một thời nền sách, một thời tuổi trẻ trong sáng với đầy ắp những ước mơ. Để tất cả mọi người trong khán phòng, sau đây xin được trân trọng kính mời một bạn sẽ bước lên sân khấu để tâm sự cũng như phát biểu giao lưu với tất cả các bạn của mình trong ngày vui vẻ của bạn hôm nay. Xin trân trọng được kính mời. Thưa các bạn, lớp B thân mến, được vinh dự thay mặt cho ban liên lạc lớp B niên khóa 5891 phát biểu khai mạc cho buổi học tập và ngày hôm nay. Chúng tôi được gửi lời đến các bạn thành viên lớp B cùng toàn thể gia đình các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. 26 năm 1991, sau khi rời xa quân trường của thân cơ, mỗi chúng ta ở đi quê hương, bạn thì ở lại quê hương, bạn thì rời xa quê hương đi lập nghiệp, tất cả đều chung một mục đích nhân sinh nhằm ổn định cuộc sống. 31 năm rời xa mái trường được cứu đông dấu yêu, tất cả chúng ta đã trưởng thành, có bạn thành đạt, có bạn thì xa phương, có bạn thành công ngay trên mảnh đất quê hương yêu dấu này, và cũng có bạn vẫn còn khó khăn vất vả, cuộc sống chưa được như ý muốn. Nhưng hôm nay chúng ta đã trở về từ sự quyết tâm, từ sự đồng thuận cao, từ sự nỗ lực tuyệt vời của tất cả chúng ta để có ngày đoàn tụ hôm nay, một giây phút rồi sẽ ghi dấu, ghi sâu vào tâm khảm của chúng ta trong những tháng ngày sau. Sự hiện diện của mỗi chúng ta hôm nay là một minh chứng cho quan điểm không có gì là bất khả khi chúng ta quyết tâm và đồng thuận nỗ lực hết mình. Các bạn trong lớp B, ban liên lạc lớp B niên khóa 1988-1991 đã làm tất cả những gì có thể để ngày vui của chúng ta có thể diễn ra trong sự trọn vẹn mỹ mãn. Có thể có đây còn đôi chút thiếu sót, nhưng cho đến giờ phút này thật tuyệt vời. Cảm ơn các bạn, đó là điều chúng tất cả chúng ta đang nghĩ đến. Trong giây phút này, chúng ta nhớ lại và vinh danh những thầy cô đã chỉ dẫn chúng ta trên bước đường học tập phấn đấu từ ngôi trường của trường thân yêu một thời để bước ra cuộc sống, bước ra cuộc đời với sự tự hào rằng ngôi trường đó đã hôn đúc trao dồi chúng ta kỹ năng tri thức trong cuộc sống. Cô giáo chủ nhiệm và thầy cô của môn vì lý do riêng không thể đến tham dự buổi mặt hôm nay, nhưng cũng gửi tất cả tình yêu thương vô bờ bến cho chúng ta, dẫu bước chúng ta trên bước đường đời
cũng có những thầy cô đã vĩnh viễn lìa xa chúng ta, xin dâng một nén tâm hương lên linh anh quý thầy cô ấy như một lời tri ân dù có một màn. Trong giây phút này chúng ta đồng cảm và chia sẻ với một số bạn cũng vì những lý do riêng không thể hiện diện trong cùng chúng ta trong ngày vui hôm nay. Chúng ta có thể nói rằng dù có đi đâu về đâu, chúng ta vẫn đến cùng nhau trong tình thương mến như một mối liên kết chân hòa, hòa quần chung nhau trong một mái trường. Chúng ta sẽ còn nhiều dịp để xung họp như hôm nay. Trong giây phút này chúng ta cùng hướng về, nhìn về tương lai, làm sao cho tập thể của chúng ta ngày càng gắn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau khi không có, chia sẻ khi hoàn hảo để cùng nhau đồng hành trên con đường của mỗi lối. Trong giây phút này chúng ta hãy đồng lòng thể hiện vai trò của người anh, người chị, người cô chú đi trước để giúp đỡ cho các em, các cháu của chúng ta vừa có. Chúng ta đã trải qua những năm cơ cực, cho nên chúng ta thông hiểu những nhu cầu, những ưu tư của các cháu để có thể chia sẻ cho các cháu trên con đường học vấn. Định kỳ hàng năm chúng ta sẽ tiếp tục duy trì đóng góp vật chất để duy trì nguồn quỹ của lớp B. Nguồn quỹ đó dùng để thăm hỏi cư dân phụ mẫu hay quý thầy cô của chúng ta ông đang hoàn nạn. Nguồn quỹ đó dùng làm học bổng thường niên cho con cháu của các thành viên lớp B như là những học sinh nghèo vượt khó. Chúng ta đã có một trang Zalo như một mái nhà chung cho tập thể chúng ta cùng kết nối, cùng chia sẻ những vui buồn cá nhân. Khi chúng ta kết nối có nghĩa rằng chúng ta đã hòa làm một. Khi chúng ta kết nối, chúng ta cảm thấy có trách nhiệm với nhau hơn. Khi chúng ta kết nối với những ngành, chúng ta đã vượt qua những rào cản về không gian, thời gian để đến cùng nhau. Hãy luôn và mãi kết nối nhé các bạn lớp B. Còn nhiều điều muốn nói, tuy nhiên hãy để tiếng lòng tự đến cùng nhau. Trước khi dừng lời, thay mặt tập thể lớp B, một lần nữa xin chân thành cảm ơn ban liên lạc lớp B, đồng thời biểu dương và ghi nhận sự cố gắng, tinh thần tình nguyện không đặt lợi ích cá nhân và công việc của tập thể lớp B, thậm chí chịu thiệt thòi khi bỏ công sức, tiền bạc và thời gian cho công việc của lớp. Thời gian qua đã nỗ lực gắn kết giữa cả thành viên lớp B với nhau. Đặc biệt xin chân thành cảm ơn các thành viên lớp B đã hiện diện trong ngày hôm nay. Kính chúc các thành viên lớp B cùng gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thêm nhiều buổi niềm vui trong sống. Chúc ngày học mặt, ngày trở về của chúng ta mãi mãi trở thành dấu hữu ấn đẹp đẽ, không bao giờ phai mờ trong tâm tưởng của chúng ta. Những giây phút thăng hoa cảm xúc để mai đây trở về với cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thêm một động lực cho sự vươn tới tương lai. Xin trân trọng cảm ơn. Xin các bạn 5 phút để cá nhân tôi, đây là phát biểu của cảm nghĩ của cá nhân tôi thì có một vài cái tâm tư cũng chia sẻ này. Trong cái thời gian qua thì các cái làm lớp B thì làm rất tốt và đã gắn kết lớp. Thì tuy nhiên về cá nhân tôi thì trước kia là có bạn Hải, nhưng bạn Hải đã mất rồi. Thì hôm nay thì trong ban liên lạc giờ còn có 2 bạn nữ và 3 bạn nam, bạn Nguyễn, bạn Nhung, bạn Hà, bạn Tuân, bạn Vũ. Thì trong nhiệm kỳ tới thì cá nhân tôi thì có đề xuất là các bạn có cái kiện toàn lại cái ban liên lạc và làm sao để có một mục đích để tập thể chúng ta là ngày càng gắn kết và có thành một tập thể thống nhất cao. Và cái thứ ba nữa thì là tôi đề xuất thì nên là cái trưởng ban liên lạc lớp B thì đề xuất bổ sung đồng chí Hưng vào đó, Hưng vào là trong ban liên lạc, và trong ban liên lạc thì sẽ bầu lên chức danh trưởng ban để mà đứng ra là có cái chỉ đạo và triển khai những cái định hướng, cái nhiệm vụ và cái duy trì cái lớp B. Đấy là cá nhân tôi thì có một vài chia sẻ với bạn, thì cũng mong rằng là trong ban liên lạc lớp B nhiều cái tới và các bạn có những cái tâm tư, cái chia sẻ thì nó góp thêm cho cái lớp mình ngày càng gắn kết, kết nối và cái quan trọng nhất là đoàn kết và thành công. Cái một số ý kiến của cá nhân tôi là cũng chia sẻ với các bạn lớp B hôm nay như vậy. Vâng, xin cảm ơn Kinh Ngân. Tâm tư chia sẻ, tình cảm của anh đã trở nên dân cầu tâm sự thay mặt cho lớp của mình.
Và thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi sẽ tiếp nhận những ý kiến của anh cũng như là những ý kiến của tất cả các bạn trong lớp của mình. Và những ý kiến tiếp theo sẽ được gửi đến ban tổ chức chúng tôi để chúng tôi tiếp nhận và để xây dựng cho phong trào của lớp ngày một lớn mạnh hơn. Xin cảm ơn các chị rất nhiều. Và sau đây xin mời ban tổ chức và tất cả các anh các chị sẽ cùng bước lên sân khấu để chính thức khai tiệc sâm banh và đánh dấu một ngày vui, một ngày ý nghĩa của lớp mình trong ngày vui hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ạ. Vâng, xin mời ban tổ chức chúng ta sẽ ngồi đồng bàn hôm nay. Xin mời anh các chị ạ, chúng ta sẽ cùng lên hết đi ạ. Thời gian trôi qua một, chỉ còn lại những kỷ niệm thật như ai sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô, bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn, để rồi mai chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sơ đi mau, xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi lên tiếng khi đã xa rồi. Bạn bè ơi, bao lâu đã còn giọng nói tiếng cười. Những nỗi nhớ buồn thương buồn
trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mai chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè